văn hóa và trang phục truyền thống Việt Nam, người ta sẽ nghĩ ngay đến chiếc áo dài. Thật vậy, trải qua từng thời kỳ, từng giai đoạn, cùng với những diễn biến của quá trình phát triển lịch sử, chiếc áo dài Việt Nam luôn tồn tại cùng với thời gian và được xem là trang phục truyền thống mang tính lịch sử lâu đời của phụ nữ Việt. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, khi xu thế hội nhập quốc tế tác động đến mọi khía cạnh, đặc biệt là văn hóa, điều này đòi hỏi mỗi nền văn hóa, mỗi dân tộc, mỗi cá nhân đều phải tự khẳng định bản sắc của mình. Và một câu hỏi luôn đặt ra cho chúng ta khi nghĩ đến áo dài, rằng liệu áo dài, quốc phục có mai một theo thời gian? Hôm nay hãy cùng chương trình lắng nghe xem nghệ sĩ, nhà thiết kế họ nói gì về trang phục truyền thống. Long rất là thích được mặc chiếc áo dài như thế này trong những cái chương trình mà Long thường được ghi hình trên đài truyền hình, những chương trình Long làm ban giám khảo. Long luôn luôn là muốn mình được mặc chiếc áo dài để làm sao cho con cháu chúng ta về sau, các cháu, các con mình ở sau này nó sẽ thấy rằng Việt Nam mình có một cái mẫu thời trang mà trên thế giới này không ai có được, đó là chiếc áo dài. Vì vậy cho nên là Long muốn giữ cái truyền thống đó. Niềm đam mê bất tận dành cho áo dài luôn được các nhà thiết kế chăm chút mang đến cho từng show diễn. Khi tham gia tuần lễ thời trang Việt, một sân chơi dành riêng cho các thương hiệu Việt, mỗi nhà thiết kế là mỗi màu sắc khác nhau, nhưng tất cả dường như có chung nguồn cảm hứng, niềm đam mê, mong muốn truyền tải thông điệp bảo tồn và phát triển quốc phục dân tộc đến tất cả mọi người. Thời trang Việt, điều đó là điều chắc chắn. Vì theo tâm niệm của Long thì Long luôn ủng hộ những gì mà của người Việt. Đã là Việt Nam thì mình phải ủng hộ người Việt Nam. Tất cả khán giả đang xem đài cũng như là những khán giả nào chưa hiểu biết hoặc là chưa bao giờ mặc chiếc áo dài trên người thì hãy thử một lần để chúng ta thấy rằng người xấu khi mặc chiếc áo dài vô nó sẽ thay đổi con người mình ngay. Vì có nhiều người thấp lùn khi mặc chiếc áo dài rồi tự nhiên thấy nó cao, nhiều người cao khi mặc chiếc áo dài vô tự nhiên thấy nó vừa tầm, và quan trọng hơn nữa là nó dịu dàng tha thước. Đến với áo dài, buổi diễn trình diễn áo dài ngày hôm nay, thương hiệu áo dài Đình Tuấn chỉ muốn mang tới những tác phẩm nghệ thuật để cho khán giả được chiêm ngưỡng. Không phải là chiếc áo dài mặc lên trên mình mà nó còn là những tác phẩm nghệ thuật được họa sĩ khắc họa lên đó bằng những nét vẽ rất là công phu của nhà thiết kế Đình Tuấn. Đây là một cái sân chơi mà quy tụ các nhà thiết kế gần như là hàng đầu về áo dài ở Việt Nam. Và ở tại đây các nhà thiết kế sẽ thể hiện cái đam mê của mình đối với cái tà áo dài truyền thống, cũng như thông qua cái sự quy tụ này, cái sân chơi này, các nhà thiết kế sẽ truyền tải được cái ý tưởng, cái xu hướng, những cái bản sắc của từng cái thương hiệu cũng như là cái phong cách thiết kế của mình để đưa đến người xem, tạo một cái sự gần gũi với người xem, và cũng như là tạo nên một cái xu hướng mà người xem có thể tiếp cận trong tương lai. Bộ sưu tập Nhẫn Mùa Hoa là những cái ký ức về những cái thời thơ ấu, tiếp cận sống ở một cái làng quê với các cái loài hoa như là hoa sen, hoa cúc, hoa lan, hay là những cái cành hồng rực rỡ, thì vẫn là kiểu áo dài truyền thống. Tuy nhiên ở bộ sưu tập này, thương hiệu Dori chuyển tải cái sức sống căng tràn của các cái hình ảnh cỏ cây hoa lá quen thuộc trong đời sống vào tà áo dài để tạo nên một cái điểm nhấn, một cái sự mới lạ, thu hút đối với cái người sử dụng. Thì ở bộ sưu tập này, Dori cải tiến làm mới cái chất liệu đó là chất liệu được gọi là lụa cao cấp. Cái lụa cao cấp này có cái đặc tính là mềm mịn và có độ co giãn tốt, cùng với cái công nghệ in hiện đại, màu sắc bắt mắt và trang nhã sẽ tạo nên một cái bộ sưu tập Dori tin tưởng rằng sẽ mang tới một cái bộ sưu tập tối ưu nhất cho người sử dụng. Thông qua cái bộ sưu tập này, Dori và cá nhân muốn gửi gắm tới người phụ nữ một cái tình yêu, một
hướng gửi đến một cái thông điệp rằng phụ nữ Việt Nam không chỉ đẹp ở tâm hồn mà còn phải biết vận dụng những cái giá trị truyền thống như là mặc vào chiếc áo dài để kết hợp vào cái đẹp đó và lưu giữ cho muôn đời sau. Đối với chương trình hôm nay thì Châu mang một sưu tập mang về màu sắc của tình yêu. Tại vì mùa cưới đã đến rồi, tháng 6 là tháng của trời mưa, tháng 6 là tháng của những ngọt ngào. Thì Châu mang một sưu tập tên là Quit Love. Thì bộ sưu tập là một con đường về của những tình yêu, những hướng đến về những một vị ngọt của đôi môi. Trong bộ sưu tập các bạn sẽ thấy những tà áo dài được uyên ương hay là những chiếc áo dài cách tân truyền thống được xen lẫn với nhau. Bởi Châu nghĩ rằng là khi đã là một người phụ nữ Việt Nam thì khi mình mặc chiếc tà áo dài thì mọi phong cách đều luôn hướng đến cái đẹp và cái trẻ, và đó là cũng chính là phong cách của Châu mang đến cho tất cả mọi người. Châu hy vọng rằng là các bạn sẽ thấy rằng chiếc áo dài chúng ta nó luôn đình đã, luôn mới mẻ và luôn luôn đặc biệt trong mắt tất cả mọi người. Bằng tất cả tâm huyết, niềm đam mê cùng sự trăn trở với nghệ thuật áo dài cũng như sự trường tồn của áo dài, các nhà thiết kế Việt luôn cho ra mắt những mẫu áo dài mới lạ, ấn tượng nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống, tôn vinh sự duyên dáng, thức tha của áo dài Việt Nam. Chính vì thế, đừng để áo dài phôi pha theo năm tháng, hãy chung tay bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nét đẹp của áo dài Việt Nam.